lấy cái bàn chải hành răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toa lăng trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh, bố em đấm em không trượt phát nào. Anh à, hu hu, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate hay gì đâu em cứ nhở. Lấy cái bàn chải đánh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toa lăng trong mồm luôn. Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon, bye bye, happy, I love you. Và nha, chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Kha Bảnh và chia sẻ livestream của Kha Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Để là do đỡ và chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua của nào đâu? Mua chắc pin không? Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Bây giờ là như nào? Bảnh không cố ý, Bảnh vô vệ sinh thì Bảnh mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho Bảnh đi vệ sinh. Thế là Bảnh đi vệ sinh, Bảnh đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả lại Bảnh đi vệ sinh, thấy Bảnh đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh của Bảnh. Thế xong lại bảo bán đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến chỗ đến đám cưới của anh Sèng á. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy, Bảnh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng Bảnh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 Trung ương luôn. Chắc là Bảnh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bảnh bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Không đúng chỗ. Nhà mày ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt đái mày luôn. Lấy cái bàn chải hành răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toa lăng trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh, bố em đấm em không trượt phát nào. Anh à, hu hu, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate hay gì đâu em cứ nhở. Lấy cái bàn chải hành răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toa lăng trong mồm luôn. Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon, bye bye, happy, I love you. Và nha, chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Kha Bảnh và chia sẻ livestream của Kha Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Để là do đỡ và chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua của nào đâu? Mua chắc pin không? Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Trời, anh nói thế thôi. Bạn phải nhờ mà anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bảnh không cố ý, Bảnh vô vệ sinh thì Bảnh mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho Bảnh đi vệ sinh. Thế là Bảnh đi vệ sinh, Bảnh đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả lại Bảnh đi vệ sinh, thấy Bảnh đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh của Bảnh. Thế xong lại mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến chỗ đến đám cưới của anh Sèng á. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy, Bảnh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng Bảnh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh
VTV1 trung ương luôn. Chắc là bạn Bạch sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bạch bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Không đúng chỗ. Nhà mày ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt đái mày luôn. Lấy cái bàn chải hành răng. Rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toàn ăn trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh. Bố em đấm em không trượt phát nào. Anh ạ, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate hay gì đâu nhỉ? Lấy cái bàn chải hành răng. Rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rú rú ở trong mồm ạ. Đánh toa lăng trong mồm luôn. Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Bye bye. Happy. I love you. Bye nha. Chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Khá Bảnh và chia sẻ livestream của Khá Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Để là do đơn và chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua quần áo đâu? Của Chappie không. Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Em chờ anh nói thế thôi. Bạn phải nhờ mà anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bạn không cố ý, bạn muốn vệ sinh thì bạn mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho bạn đi vệ sinh. Thế là bạn đi vệ sinh, bạn đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả lại Bảnh đi vệ sinh, thấy Bảnh đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh của Bảnh. Thế xong lại mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến đám cưới của anh Sèng á. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy. Bảnh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng Bảnh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 trung ương luôn. Chắc là bạn Bảnh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bảnh bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Không đúng chỗ. Nhà mày ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt sái mày luôn. Thế là sau này em rồi bây giờ. Không biết cả giờ biết rồi đấy rồi lần sau là em đi rồi em. Có sao? Hơi. Lấy cái bàn chải hành răng. Rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toàn ăn trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh. Bố em đấm em không trượt phát nào. Anh ạ, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate hay gì đâu nhỉ? Lấy cái bàn chải hành răng. Rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toàn ăn trong mồm luôn. Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Bye bye. Happy. I love you. Bye nha. Chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Khá Bảnh và chia sẻ livestream của Khá Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Để là do đơn và chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua quần áo đâu? Mua Chappie không. Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bảnh không cố ý, Bảnh muốn vệ sinh thì Bảnh mới bảo
bạn lái xe là dừng xe lại để cho bạn đi vệ sinh. Thế là bạn đi vệ sinh, bạn đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả lại bạn đi vệ sinh, thấy bạn đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh của bạn. Thế xong lại mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến chỗ đến đám cưới của anh Sèng á. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy, bánh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng bánh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 Trung ương luôn. Chắc là bánh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bánh bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Nhà mày ai cho mày đái ở đường cao tốc cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái cắt đái mày luôn. Lấy cái bàn chải anh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toàn trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh. Bố em đấm em không trượt phát nào. Anh ạ, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate ai tên đồ em. Lấy cái bàn chải anh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rúi rúi ở trong mồm, đánh to răng trong mồm luôn. Cho tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Bye bye. Happy. I love you. Bye nha. Chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Khá Bảnh và chia sẻ livestream của Khá Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Để là do đỡ phải chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua quần áo đâu? Mua chắc pin không? Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Chờ anh nói thế thôi. Bạn phải nhờ mà anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bạn không cố ý, bạn muốn vệ sinh thì bạn mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho bạn đi vệ sinh. Thế là bạn đi vệ sinh, bạn đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả lại bạn đi vệ sinh, thấy bạn đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh của bạn. Thế xong lại mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến chỗ đến đám cưới của anh Sèng á. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy, bánh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng bánh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 Trung ương luôn. Chắc là bánh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bánh bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Nhà mày ai cho mày đái ở đường cao tốc cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái cắt đái mày luôn. Lấy cái bàn chải anh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toàn răng trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh. Bố em đấm em không trượt phát nào. Anh ạ, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate ai tên đồ em. Lấy cái bàn chải anh răng
rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này, mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rú rú ở trong mồm á, đánh to lăng trong mồm luôn. Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon, bye bye, happy, I love you, bye nha. Chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Khá Bảnh và chia sẻ livestream của Khá Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Thì là do đơn và chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua quần áo đâu? Đúng rồi, chắc pin không. Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Em chờ anh nói thế thôi. Mày phải nhờ mà anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bảnh không cố ý, Bảnh muốn vệ sinh thì Bảnh mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho Bảnh đi vệ sinh. Thế là Bảnh đi vệ sinh. Bảnh đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả lại Bảnh đi vệ sinh, thấy Bảnh đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh cùng Bảnh. Thế xong lại mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến đám cưới của anh Sèng á. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy, Bảnh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng Bảnh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 trung ương luôn. Chắc là Bảnh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bảnh bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Nhà mẹ ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt đái mày luôn. Lấy cái bàn chải đánh răng. Rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú, đánh rú rú ở trong mồm, đánh to lăng trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh. Bố em đấm em không trượt phát nào. Anh ạ, hu hu, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate hay gì đâu em cứ nhở. Lấy cái bàn chải đánh răng. Rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rú rú ở trong mồm, đánh to lăng trong mồm luôn. Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon, bye bye, happy, I love you, bye nha. Chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Khá Bảnh và chia sẻ livestream của Khá Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Thì là do đơn và chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua quần áo đâu? Của chắc pin không. Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Em chờ anh nói thế thôi. Mày phải nhờ mà anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bảnh không cố ý, Bảnh muốn vệ sinh thì Bảnh mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho Bảnh đi vệ sinh. Thế là Bảnh đi vệ sinh. Bảnh đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả lại Bảnh đi vệ sinh, thấy Bảnh đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh cùng Bảnh. Thế xong lại mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến đám cưới của anh Sèng á. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy, Bảnh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng Bảnh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 trung ương luôn. Chắc là Bảnh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bảnh bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Không đúng chỗ. Nhà mẹ ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt đái mày luôn.
cẩn thận. Giờ biết rồi, đấy rồi, lần sau là em đi là em chỉ... Thôi. Lấy cái bàn chải anh răng. Rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toa ra trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh. Bố em đấm em không trượt phát nào. Anh ạ, hu hu, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate ai đi làm đồ em. Lấy cái bàn chải anh răng, rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rúi rúi ở trong mồm, đánh toa răng trong mồm luôn. Cho tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Bye bye, happy, happy, I love you. Bye nha, chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Khá Bảnh và chia sẻ livestream của Khá Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Để là do đỡ phải chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua quần áo đâu? Đúng rồi, chắc pin không. Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Trời, anh nói thế thôi. Bạn phải nhờ mà anh Duy, mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bạn không cố ý, bạn muốn vệ sinh thì bạn mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho bạn đi vệ sinh. Thế là bạn đi vệ sinh. Bạn đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả này. Bạn đi vệ sinh, thấy bạn đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh của bạn. Thế xong này, mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến đám cưới của anh Sèng á. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy. Bảnh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng Bảnh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 trung ương luôn. Chắc là Bảnh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bảnh bị phạt vì tội buồn đái không chỗ mọi người ạ. Nhà mày ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt đái mày luôn. Lấy cái bàn chải anh răng. Rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toa răng trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh. Bố em đấm em không trượt phát nào. Anh ạ, hu hu, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate ai đi làm đồ em. Lấy cái bàn chải anh răng. Rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rúi rúi ở trong mồm, đánh toa răng trong mồm luôn. Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Bye bye, happy, happy, I love you. Bye nha, chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Khá Bảnh và chia sẻ livestream của Khá Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Để là do đỡ phải chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua quần áo đâu? Chắc pin không. Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Trời, anh nói thế thôi. Bạn phải nhờ mà anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bạn không cố ý, bạn muốn vệ sinh thì bạn mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho bạn đi vệ sinh. Thế là bạn đi vệ sinh. Bạn đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả này. Bảnh đi vệ sinh, thấy Bảnh đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh của Bảnh. Thế xong này, mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến đám cưới của anh Sèng á. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy. Bảnh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng Bảnh lên,
giờ lại lên cả kênh, lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 Trung ương luôn. Chắc là bạn Bảnh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bảnh bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Đúng chỗ. Nhà mẹ ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt đái mày luôn. Lấy cái bàn chải đánh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này, mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toàn ăn trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh, bố em đấm em không trượt phát nào anh ạ. À, hu hu, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate hay gì đâu em cứ nhở. Lấy cái bàn chải đánh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này, mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toàn ăn trong mồm luôn. Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon, bye bye, happy, I love you, bye nha. Chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Khá Bảnh và chia sẻ livestream của Khá Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Để là do đỡ và chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua của nào đâu? Của Chappin không? Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Chờ anh nói thế thôi. Bạn phải nhờ má anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bạn không cố ý, bạn muốn vệ sinh thì bạn mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho bạn đi vệ sinh. Thế là bạn đi vệ sinh, bạn đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả lại Bảnh đi vệ sinh, thấy Bảnh đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh của Bảnh. Thế xong lại mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến chỗ đến đám cưới của anh Sèng á, thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy. Bảnh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng Bảnh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 Trung ương luôn. Chắc là bạn Bảnh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bảnh bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Không đúng chỗ. Nhà mẹ ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt đái mày luôn. Lấy cái bàn chải đánh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này, mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toàn ăn trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh, bố em đấm em không trượt phát nào anh ạ. À, hu hu, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate hay gì đâu em cứ nhở. Lấy cái bàn chải đánh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này, mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rú ở trong mồm, đánh toàn ăn trong mồm luôn. Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon, bye bye, happy, I love you, bye nha. Chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Khá Bảnh và chia sẻ livestream của Khá Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Để là do đỡ phải chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua của nào đâu? Mua Chappin không? Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Chờ anh nói thế thôi. Bạn phải nhờ má anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây
giờ là như nào? Bảnh không có ý, Bảnh muốn vệ sinh. Thì Bảnh mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho Bảnh đi vệ sinh. Thế là Bảnh đi vệ sinh. Bảnh đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả lại Bảnh đi vệ sinh, thấy Bảnh đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh của Bảnh. Thế xong lại mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến đám cưới của anh Sèng á. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy. Bảnh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng Bảnh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 trung ương luôn. Chắc là Bảnh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bảnh bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Nhà mày ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt đái mày luôn. Lấy cái bàn chải hành răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rúi rúi ở trong mồm mà đánh toàn ăn trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh. Bố em đấm em không trượt phát nào. Anh ạ, hu, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate ai thì đồ nhỉ. Lấy cái bàn chải hành răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rúi rúi ở trong mồm mà đánh toàn ăn trong mồm luôn. Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Bye bye. Happy. I love you. Bye nha. Chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Khá Bảnh và chia sẻ livestream của Khá Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Để làm sao đỡ phải chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái thằng kia mày mua quần áo đâu? Của Chappie không. Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Em chờ anh nói thế thôi. Bạn phải nhờ mà anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bảnh không cố ý, Bảnh muốn vệ sinh. Thì Bảnh mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho Bảnh đi vệ sinh. Thế là Bảnh đi vệ sinh. Bảnh đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả lại Bảnh đi vệ sinh, thấy Bảnh đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh của Bảnh. Thế xong lại mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến đám cưới của anh Sèng á. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy. Bảnh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng Bảnh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 trung ương luôn. Chắc là Bảnh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bảnh bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Đúng chỗ. Nhà mày ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt đái mày luôn. Lấy cái bàn chải hành răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rúi rúi ở trong mồm mà đánh toàn ăn trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh. Bố em đấm em không trượt phát nào. Anh ạ, hu, em hâm mộ anh mà thôi.
tấm công việc bạn là bố học karate hay gì đâu nhỉ? Lấy cái bàn chải đánh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này, mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rúi rúi ở trong mồm, đánh to năng trong mồm luôn. Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon, bye bye, happy, I love you, bye nha. Chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Kha Bảnh và chia sẻ livestream của Kha Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Để là do đỡ và chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua của nào đâu? Mua chắc pin không? Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bạn không cố ý, bạn muốn vệ sinh thì bạn mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho bạn đi vệ sinh. Thế là bạn đi vệ sinh, vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả lại bạn đi vệ sinh, thấy bạn đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh của bạn. Thế xong lại bảo bán đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến chỗ đến đám cưới của anh Sèng á, thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh, ấy bánh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng bánh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 trung ương luôn. Chắc là bạn sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bạn bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Không đúng chỗ. Đồng rồi. Mày ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt đái mày luôn. Lấy cái bàn chải đánh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này, mọi người đánh như bình thường, đánh rúi rúi, đánh rúi rúi ở trong mồm, đánh to năng trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh, bố em đấm em không trượt phát nào anh ạ. Em hâm mộ anh mà thôi. Tấm công trượt phát nào, bố học karate hay gì đâu nhỉ? Lấy cái bàn chải đánh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này, mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rúi rúi ở trong mồm, đánh to năng trong mồm luôn. Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon, bye bye, happy, I love you, bye nha. Chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Kha Bảnh và chia sẻ livestream của Kha Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Để là do đỡ phải chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua của nào đâu? Mua chắc pin không? Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Chờ anh nói thế thôi. Bạn phải nhờ mà anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bạn không cố ý, bạn muốn vệ sinh thì bạn mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho bạn đi vệ sinh. Thế là bạn đi vệ sinh, vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả lại bạn đi vệ sinh, thấy bạn đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh của bạn. Thế xong lại mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến đám cưới của anh Sèng á, thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy, bánh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng bánh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 trung ương luôn. Chắc là bạn sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bạn bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Nhà mày ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn.
mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt thái mày luôn. Lấy cái bàn chải hành răng và mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toa ra trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh. Bố em đấm em không trượt phát nào. Anh ạ, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate hay gì đâu em. Lấy cái bàn chải hành răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toa răng trong mồm luôn. Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Bye bye. Happy. I love you. Bye nha. Chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Khá Bảnh và chia sẻ livestream của Khá Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Thì là do đơn và chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua quần áo đâu? Của Chappy không. Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Em chờ anh nói thế thôi. Mày phải nhờ mà anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bảnh không cố ý, Bảnh muốn vệ sinh thì Bảnh mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho Bảnh đi vệ sinh. Thế là Bảnh đi vệ sinh. Bảnh đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả lại Bảnh đi vệ sinh, thấy Bảnh đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh cùng Bảnh. Thế xong lại mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến đám cưới của anh Sèng á. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy. Bảnh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng Bảnh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 trung ương luôn. Chắc là bạn Bảnh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bảnh bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Đúng chỗ. Nhà mẹ ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt thái mày luôn. Thế là sau này em rồi bây giờ. Không biết cả giờ biết rồi đấy rồi, lần sau là em đi rồi em. Lấy cái bàn chải hành răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toa răng trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh. Bố em đấm em không trượt phát nào. Anh ạ, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate hay gì đâu em. Thế nhỉ? Lấy cái bàn chải hành răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toa răng trong mồm luôn. Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Bye bye. Happy. I love you. Bye nha. Chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Khá Bảnh và chia sẻ livestream của Khá Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Thì là do đơn và chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua quần áo đâu? Mua Chappy không. Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Chờ anh nói thế thôi. Mày phải nhờ mà anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bảnh không cố ý, Bảnh muốn vệ sinh thì Bảnh mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho Bảnh đi vệ sinh. Thế là Bảnh đi vệ sinh. Bảnh đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả lại Bảnh đi vệ sinh, thấy Bảnh đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh cùng Bảnh. Thế xong lại
mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến chỗ đến đám cưới của anh Sèng á. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh, chụp kiểu ảnh ấy, bánh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng bánh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 Trung ương luôn. Chắc là bạn bánh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bạn bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Nhà mày ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt đái mày luôn. Lấy cái bàn chải anh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này, mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú, đánh rú rú ở trong mồm, đánh ba răng trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh, bố em đấm em không trượt phát nào anh ạ. À, hu hu, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate ai đi đâu nhỉ. Lấy cái bàn chải anh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này, mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rúi rúi ở trong mồm, đánh to răng trong mồm luôn. Cho tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon, bye bye, happy, I love you, bye nha. Chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Khá Bảnh và chia sẻ livestream của Khá Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Để là do đỡ phải chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua quần áo đâu? Của chắc pin không. Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Chờ anh nói thế thôi. Bạn phải nhờ mà anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bạn không cố ý, bạn muốn vệ sinh thì bạn mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho bạn đi vệ sinh. Thế là bạn đi vệ sinh, bạn đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả này, Bảnh đi vệ sinh, thấy Bảnh đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh của Bảnh. Thế xong này mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến chỗ đến đám cưới của anh Sèng á. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy, Bảnh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng bánh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 Trung ương luôn. Chắc là bạn Bảnh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bảnh bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Không đúng chỗ. Nhà mày ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt đái mày luôn. Lấy cái bàn chải anh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này, mọi người đánh như bình thường, đánh rú rú ở trong mồm, đánh to răng trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh, bố em đấm em không trượt phát nào anh ạ. À, hu hu, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate ai đi đâu nhỉ. Lấy cái bàn chải anh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này, mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rú ở trong mồm, đánh to răng trong mồm luôn. Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon, bye bye, happy, I love you, bye nha. Chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Khá Bảnh và chia sẻ livestream của Khá Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần.
thì là do đỡ phải chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái thằng kia mày mua quần áo đâu? Đúng rồi, chắc pin không. Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Em chờ anh nói thế thôi. Mày phải nhờ mà anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bạn không cố ý, bạn muốn vệ sinh thì bạn mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho bạn đi vệ sinh. Thế là bạn đi vệ sinh, bạn đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả lại bạn đi vệ sinh, thấy bạn đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh cùng bạn. Thế xong lại mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến chỗ đến đám cưới của anh Sèng á. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy, bánh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng bánh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 Trung ương luôn. Chắc là bánh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bánh bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Nhà mẹ ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt đái mày luôn. Lấy cái bàn chải đánh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này, mọi người đánh như bình thường, đánh rú 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 ở trong mồm, đánh toàn ăn trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh, bố em đấm em không trượt phát nào anh ạ. À, hu hu, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate hay gì đâu em cứ nhở. Lấy cái bàn chải đánh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này, mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rú rú ở trong mồm, đánh toa lăng trong mồm luôn. Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon, bye bye, happy, I love you, bye nha. Chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Khá Bảnh và chia sẻ livestream của Khá Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Để là do đỡ phải chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua quần áo đâu? Ủa, chắc pin không. Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Em chờ anh nói thế thôi. Mày phải nhờ mà anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bạn không cố ý, bạn muốn vệ sinh thì bạn mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho bạn đi vệ sinh. Thế là bạn đi vệ sinh, bạn đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả lại bạn đi vệ sinh, thấy bạn đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh cùng bạn. Thế xong lại mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến chỗ đến đám cưới của anh Sèng á. Thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy, bánh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng bánh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 Trung ương luôn. Chắc là bánh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bánh bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Không đúng chỗ. Nhà mẹ ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt đái mày luôn. Lấy cái bàn chải đánh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này,
mọi người đánh như bình thường, đánh rúi rúi, đánh rúi rúi ở trong mồm, đánh to ra trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh. Bố em đấm em không trượt phát nào. Anh ạ, à, hu hu, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate ai thì đồ em thích nhở. Lấy cái bàn chải anh răng, rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rúi rúi ở trong mồm, đánh to ra to răng trong mồm luôn. Cho tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Bye bye, happy, happy, I love you. Và nha, tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Kha Bảnh và chia sẻ livestream của Kha Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Để là do đỡ phải chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua quần áo đâu? Đúng rồi, chắc pin không. Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Trời, anh nói thế thôi. Mày phải nhờ mà anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bảnh không cố ý, Bảnh muốn vệ sinh thì Bảnh mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho Bảnh đi vệ sinh. Thế là Bảnh đi vệ sinh, Bảnh đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả này, Bảnh đi vệ sinh, thấy Bảnh đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh của Bảnh. Thế xong này mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến đám cưới của anh Sèng á, thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy. Bảnh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng Bảnh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 trung ương luôn. Chắc là Bảnh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ. Bảnh bị phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Nhà mày ai cho mày đái ở đường cao tốc, cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái, cắt đái mày luôn. Lấy cái bàn chải đánh răng, rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh rúi rúi, đánh rúi rúi ở trong mồm, đánh to ra trong mồm luôn. Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh. Bố em đấm em không trượt phát nào. Anh ạ, à, hu hu, em hâm mộ anh mà thôi. Đấm không trượt phát nào, bố học karate ai thì đồ em thích nhở. Lấy cái bàn chải đánh răng, rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này. Mọi người đánh như bình thường, đánh túi bụi, đánh rúi rúi ở trong mồm, đánh to ra trong mồm luôn. Cho tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Bye bye, happy, happy, I love you. Và nha, chúc tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem livestream của Kha Bảnh và chia sẻ livestream của Kha Bảnh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần. Để là do đỡ phải chúc mọi người nhá. Phong cách như này á, cái tật kia mày mua quần áo đâu? Đúng rồi, chắc pin không. Thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì? Trời, anh nói thế thôi. Mày phải nhờ mà anh Duy mới giúp em để làm anh thay đổi phong cách đấy. Thế bây giờ là như nào? Bảnh không cố ý, Bảnh muốn vệ sinh thì Bảnh mới bảo bạn lái xe là dừng xe lại để cho Bảnh đi vệ sinh. Thế là Bảnh đi vệ sinh, Bảnh đi vệ sinh vào thì là đi vệ sinh thôi. Thế là tất cả này, Bảnh đi vệ sinh, thấy Bảnh đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đi vệ sinh của Bảnh. Thế xong này mở bản đồ ra để đến chỗ anh Sèng á, đến đám cưới của anh Sèng á, thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh ấy. Bảnh vô tình phải đăng lên Facebook thôi. Thế mà cuối cùng là các anh nhà báo đăng Bảnh lên, giờ lại lên cả kênh truyền hình Vĩnh Long, lên cả kênh VTV1 trung ương luôn. Chắc là Bảnh sẽ bị phạt thôi mọi người ạ.
Bởi vì phạt vì tội buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ. Đúng chỗ. Đúng rồi. Mẹ ai cho mày đái được cao tốc cắt đái mày luôn. Mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái cắt trái mày luôn. Mail cả giờ biết rồi, lần sau.